quỷ gõ cửa. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Thẩm phục tính gan dạ của mẹ, vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống. Cẩn thận quan sát khắp chung quanh mong phát hiện ra kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi, nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia lại vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ mẹ phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe.